Sống cả nhà, làm ăn thì phát tài, tiền vô như nước mà tiền ra nhỏ giọt. Tại vì cái này là tết tây cả nhà, mình ở bên Mỹ thì mình tết tây mình cũng chúc tết giống như Việt Nam thì tại bên đây cũng là hôm nay là cũng là ngày đầu năm rồi, nên là mình cũng gửi lời chúc tới tất cả mọi người trên gia đình Facebook của mình một năm mới an khang thịnh vượng và bình an trong cuộc sống. Thì bữa nay thường thì tết tây thường mình người Việt Nam qua nhà tết tây cũng chẳng có làm gì hết trơn á. Hồi trước á mà lúc mình chưa có mấy đứa nhóc của mình á là tết tây mình ít khi nào có nhà lắm. Mình với ông xã mình là có đi ven là đi chỗ này chỗ kia chơi không à, nên là cũng hết không có làm gì nhà, toàn là đi chơi đi về hay là đi mấy cái chỗ nào mà nổi tiếng đó, đi chơi đón năm mới. Nhưng mà từ hồi mình có mấy cái nhóc bây giờ là không có đi luôn cả nhà, mình không có đi đâu luôn đó. Nên là thôi năm nay á mình hôm qua mình cũng có đi chợ mình chuẩn bị mình thấy thôi mình mua một ít khổ qua nha, rồi mình cũng làm nhân rồi nè. Bữa nay sáng ngủ dậy mình sẽ nấu một nồi canh khổ qua dồn thịt. Rồi đầu năm ăn canh khổ qua cho tất cả những gì mà mình khổ nó sẽ qua hết cả nhà ha. Bây giờ là tết tây mình ăn, rồi tới mốt tết Việt Nam mình sẽ ăn tiếp. Nên là mình cũng không có làm gì, mình sẽ nấu cái nồi canh khổ qua và mình vừa sơ chế xong cánh gà, mình sẽ ướp cánh gà cho xả ớt ăn chung với lại canh khổ qua cả nhà. Rồi một năm qua quá là nhanh đó cả nhà, vừa trước mới xong bữa nay là tết tây luôn rồi đó. Tết tây ngày thứ hai nữa. Thôi thì mình cũng nấu sáng dậy mình nấu món ăn xong xuôi rồi hồi mình up lên và chúc mừng năm mới cả nhà. Thôi bây giờ để cho mình chuẩn bị, mình đã sơ chế xong hết rồi, bây giờ mình chỉ là dồn khổ qua với là mình ướp thịt gà rồi mình sẽ nấu cả nhà. Chưa tới nữa đó, hay nó xeo luôn đó, chặt ra một chảo luôn. Giờ mình sẽ ướp, mình sẽ cho miếng nước màu trước nè. Xả mình xay ra. Xả ớt. Nhiều xả luôn, ăn cho nó cay cho nó đã. Vừa cay đắng khổ đau gì mình ướp á, mình không có bỏ nước mắm vậy nè, cho một hồi mình xào cái da gà nó mới giòn. Cánh gà ăn nó ngon, nó đỡ ngán hơn thịt nhiều quá. Cánh gà nó cũng có thịt mà có da có xương, ăn nó ngon mà
sẽ thịt gà mình ăn bằng nhán thôi, mà cánh gà mình ăn thì được ok. Xì gà ở đây, đắp nước nấu canh. Thơm quá kìa. Có mùi xả ớt thơm luôn mà bốc mùi luôn. Bốc mùi nhảy mũi luôn. Mình sẽ cho mấy viên đường phèn vô nồi canh của qua. Tổng là bột ngọt rồi nè. Mình đem mình xài bằng đường phèn viên viên. Ngon quá. Cái cánh gà, cánh gà nó đã săn lại luôn đó nè. Cho coco vô. Mình đổ nước coco vô rồi bây giờ mình sẽ để cho nó sắc xuống từ từ cả nhà. Rồi giờ để cho nó sắc đi, xong xuôi rồi thăm nó. Món gà của xã ớt mình cũng đã sắc xuống rồi cả nhà. Nghĩa là nó cạn rồi đó, mình nêm đếm lại rồi là xong. Mình ngon quá không? Đây, bên đây là nồi canh khổ qua của mình. Mình cũng nêm nếm xong rồi, giờ mình cho ít cái đậu hành vô đi. Nó thơm. Sôi lên một cái nữa là xong. Mùng 1 Tết Tây, cái này là một tay nha, một tay chứ quên nói mùng 1. Mùng 1 là ngày của mình, còn Tết Tây là ngày của Mỹ. Đó. Thôi thì cũng đã xong xuôi rồi, giờ mình sẽ tắt bếp rồi sẽ múc ra. Rồi mời cả nhà dùng bữa cơm đầu năm với mình nha. Đó. Hành. Canh khổ qua xong luôn đây cả nhà ơi, món gà kho xả ớt, trời nó thơm phức luôn cả nhà ơi, nhìn quá rồi ngon quá là hấp dẫn luôn nè. Đó. Ngon chưa? Đây là món canh khổ qua của mình. Thôi bây giờ mình bưng qua bên bàn mình mời cả nhà cùng thưởng thức với mình nha. Rồi mời cả nhà dùng bữa cơm đầu năm với mình cả nhà. Tết Tây ăn canh khổ qua cho bao nhiêu khổ của một năm qua nó trôi đi hết nha cả nhà. Nên mình mời cả nhà ăn bữa cơm canh khổ qua với mình nha. Đó. Làm gì làm thì cũng phải chan vô miếng canh cho nó trôi đi khổ qua. Mời cả nhà nha. Canh khổ qua ngon quá. Rồi, thịt gà xả ớt là cái cánh gà xả ớt là kho nghệ hay là kho mặn gì ăn cũng ngon hết trơn á. Mời cả nhà nha. Hôm nay là ăn cơm mà không còn dở chê luôn. Quên bưng chén nước mắm. Đi lấy chén nước mắm. Đâu thế nào chơi thiếu chén nước mắm. Ăn cho khổ qua, chấm khổ qua. Cánh gà kho xả ớt ngon quá chừng luôn cả nhà ơi. Ăn với canh khổ qua ngon ơi là ngon luôn á. Ngon quá. Cổ
qua. Dồn thịt chấm. Ngon lắm. Mấy cái món này nè, ăn cơm hoài không có ngán. Không ăn lâu lâu cũng thèm. Ủa qua mà hầm vừa chín tới vậy nè, ăn mới ngon, còn sực 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 á. Gâm hút. Ông nhà cánh gà kho xả ớt ngon quá à. Một năm qua nhanh quá cả nhà ha. Nhớ mới đây mà giờ hết một năm rồi. Làm YouTube mới đây cũng gần 2 năm nữa cả nhà. Cái tới Tết Việt Nam là 2 năm đó. Mình bắt đầu làm là cái Tết năm 2021 không ta, 21, 22. Được rồi, 21 và cái 22. Không biết đó, là 2 năm rồi đó mà coi nay 23. Hết năm 23, vậy là bắt đầu năm 2022, đầu năm 2022 làm tới hết năm 2022, nay hết năm 2023. 2 năm. 2 năm làm YouTube. Mà tới Việt Nam còn tới Tây chưa đủ 2 năm, giờ chưa đủ. Nhà làm YouTube đó mà mình nào nấu ăn giỏi nè. Nó ăn giỏi là quen biết được nhiều bạn bè vui. Cuộc sống cho nó có thêm chút màu hồng vui vẻ, có người nói chuyện đồ tâm sự không. Gian qua nhanh ơi là nhanh luôn á. Công nhận cánh gà ngon quá, này ngon quá. Nó không có thịt nhiều cái nè. Nó cũng không có thịt nhiều. Có vừa xương vừa da mà nó béo. Thịt của qua nó ăn cho đủ một cặp. Cho khổ nó qua. Uống thêm miếng nước canh có qua nó cho trâu qua hết. Châu. Quá ngon luôn.
Rồi thì cũng là đầu năm, một lần nữa mình chúc cả nhà một năm mới an khang thịnh vượng, bình an và hạnh phúc, gặp nhiều may mắn trong cuộc sống cả nhà. Thì bữa nay cũng chia sẻ cái món căn khổ qua dùng thịt với lại cánh gà kho sả ớt. Thì tới đây mình cũng tạm biệt cả nhà nha, hẹn cả nhà video tới, bye bye.